Hôm nay là 15 tháng 2 là lễ hỏi của mình với anh Thiện. Giờ hiện tại thì rất là hồi hộp. Đâu biết vui, vui chứ. Ủa, em à, nghe em nha, khoanh tay lại. Khoanh tay lại cái gì hai? Cái này. Bạn không biết gặp đâu. Nói chuyện bình thường hay nha. Anh đi tới đâu rồi? Còn ăn thịt gà nữa má. Quá đẹp ta. Dữ ha. Sao chị bà không khen cô dâu? Ủa quên rồi đó. Rồi. Đẹp ta. Đâu đâu có nãy giờ quên vậy. Chờ anh để tới rước em đi. Hôm nay là vợ người ta rồi. Thương em nhiều hơn nha. Sau này mong muốn hè hai đứa mình sẽ hạnh phúc hơn, sẽ hạnh phúc, càng ngày càng hạnh phúc. Sẽ không có những biến cố gì xảy ra xấu. Chỉ vậy thôi. Mong anh thương em nhiều hơn xíu nữa, nhiều hơn nữa. Bữa nay rượu này ngon lắm chị ơi. À, chúc cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Rồi cầu chúc cho con rồi sanh cứ không có sanh lần nữa. Hai đứa cho tao. Nuôi không được kêu tao lên. Tao nuôi sòng phẳng cho. Thôi để hai đứa tao nuôi lên nuôi cho. Đừng sợ. Nó thì nó đảm đang lắm. Làm việc nhà rồi cũng giỏi nữa, học cũng giỏi nữa. Đi chơi chung thì thấy chị Trân cũng rất là hiền, dễ thương và cá tính, như là hợp với tính tình em nên là hai chị em chơi rất là thân. Cho đến thời điểm bây giờ là chị cũng đi lấy chồng rồi thôi. Không có gì hơn thì chúc anh chị trong năm hạnh phúc. Nói chung thì hai chị em thì cũng lớn lên với nhau từ nhỏ. Thì hôm nay đám của em thì chị chúc cho hai em là trăm năm hạnh phúc. Sau này cứ đi ra đường là đi đến đâu là hạnh phúc đến đó. Hôm nay ngày đính hôn của em thì anh mong hai đứa sau này sẽ được hạnh phúc nè. Anh giao Ngọc Trân cho Thiện đó thì Thiện cố gắng mà giữ gìn cái hạnh phúc của mình nha. Cảm ơn anh nhé. Hồi đó anh Trân nó như đàn ông vậy đó. Nó nhảy rồi nó chạy rồi dữ dằn luôn. Tóm lại thì chúc cho Trân trăm năm hạnh phúc. Sớm có baby với chồng.